sự cố gắng của chúng tôi. Cuối cùng chúng tôi đã giành được một cuộc phỏng vấn cùng với Thẩm Văn Hào trước 10 tiếng đồng hồ bị sư bắn. Cuộc phỏng vấn này sẽ được trực tiếp truyền hình qua vệ tinh không gian để truyền tới 18 nước trong khu vực. Nhà giam Thái Lan. Tôi là ký giả của đài vô tuyến truyền hình Anh Phong, Diệp Thế Khang. 10 tiếng đồng hồ sau, đài Hồng Kông sẽ phỏng vấn Thẩm Văn Hào, sẽ ở tại chỗ này, cũng tức là nhà giam của thành phố Bangkok, Thái Lan, bị sư bắn. Cuộc đời của ông ta đầy dẫy sự ly kỳ. Sự thật về cái thế giới tâm trạng của ông ta bây giờ như thế nào, khán giả rất là quan tâm. Thưa ông Hào, ông có thể cho chúng tôi biết tâm trạng của ông bây giờ sao không? Cảm thấy rất tự hào. Không ngờ tới ngày tôi chết mà vẫn náo động như vậy. Hơn nữa trước khi tôi chết, được dịp Thế Khang là ký giả của đài vô tuyến truyền hình phỏng vấn tôi. Tôi thật rất hân hạnh. Cuộc sống của ông đã tới chỗ dứt điểm rồi, có phải vậy không? Tôi nghĩ rằng người nào cũng phải chết một lần. Cuộc sống dài hay ngắn không phải là một vấn đề. Điều quan trọng nhất là ở trong cuộc sống của mình đã làm được những gì. Vậy đã có cái gì tốt đẹp không? Con đường tiến tới thành công của ông là thế nào? Tức là tài cán và bản năng. Bởi vì có rất nhiều người làm báo chí cũng được nhờ tin tức chi phối, còn tôi thì khác. Tôi phải ngăn hàng những tin tức, thậm chí cùng lãnh đạo tin tức. Tôi nhìn thấu được ở trong tâm trạng của mình. Giữa báo chí có thể sáng tạo được lịch sử. Nên tôi hôm qua học hỏi những nghiệp vụ, sáng lập ra ăn lót, xây dựng đài mưu trí truyền hình. Đó là con đường thành công của tôi. Có người thêm được, sở dĩ em được thành công là ông đã quá liều lĩnh cả hai mặt về tiền bạc lẫn lực lượng. Ông có đồng ý như vậy không? Tôi cảm thấy quá nham nhở. Đối với chuyện nham nhở như vậy, thông thường tôi chỉ lấy cái cười để tỏ vẻ. Đúng nham nhở sao? Tòa án hình như chỉ xử tôi về tội giết người, không đề cập tôi sang đoạt tài sản kẻ khác. Ông có thể cho chúng tôi biết về cách nhìn đồng tiền của ông không? Tôi rất là thích tiền. Tôi rất tin mãnh lực của đồng tiền. Mãnh lực đó là bao nhiêu? Mạnh đến nỗi có thể khiến một người bỏ rơi tình cảm, giết người, bán rẻ bạn bè, thậm chí có thể xây dựng được một vương quốc của báo giới. Ông có làm những điều ông vừa nói đó không? Không. Ông đó có làm không? Tôi đã nói rất rõ. Không. Ở trong thời gian này, ông cảm thấy có điều gì hối hận hay không? Hay là suốt trong cuộc đời của ông cảm thấy hối tiếc? Không. Cái hối tiếc duy nhất của tôi không đọc được báo chí ngày mai, không thể nào chia sẻ được cái thành quả bao nhiêu năm của tôi. Nhưng mà ở trong quá trình ông dương lên như vậy, ông có nghĩ tới bà mẹ bên cạnh ông không? Một bà mẹ đang nằm bệnh viện, một người vợ, và nhất là hai người đàn bà đã hy sinh cho ông. Thân thế của ông bây giờ là một ký giả phỏng vấn tôi, hay là một người thầy thích dạy đời cho học sinh? Nếu ông vẫn kiên trì mà báo cáo sự thật như vậy, thì cái vấn đề thứ nhất mà ông hỏi tôi, thực tế của tôi đã bị thất tình không?
vậy? Không có gì chứ. Mau lên xe rồi nói đi. Tôi không làm được. Ông. Xin hỏi ông Khang, sao vấn đề thẩm vấn Thẩm Nhân Hào lại chỉ định làm vậy? Ông là bạn thân của ông Hào, sao hạch hỏi những điều ngoài ý muốn của ông Hào vậy? Bất luận tôi nói cái gì đi nữa, thì trong lòng của các người đã có sẵn câu trả lời. Ồ. Ông này được không? Ông này ít hỏi. Thưa ông Khang, ông có nghĩ là ông là một ký giả mà mấy cô nói vừa rồi, ông có phải quá phủ nhận trách nhiệm hay không? Bởi vì lương tâm nghề nghiệp, báo chí đã chết lâu rồi. Xin lỗi nha. Bạn thân nhất của tôi, bạn thân nhất trong cuộc đời của tôi sắp phải chết. Chúng tôi nên tranh thủ thời gian để cầu nguyện cho anh. Từ Hồng Kông qua đây còn nóng nữa. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi gặp ông, ông dẫn tôi vô ăn ở tiệm cơm nếp. Tôi nhớ rất rõ, ông vì chứng minh ông yêu tôi, ở trong tiệm cơm nếp đó chờ tôi từ sáng cho đến tối. Nhưng mà tôi còn nhớ rõ một điều, đó là ông từng nói với tôi, suốt đời suốt kiếp này ông lo cho tôi. Tôi với cơm nếp đã mất thú vị. Từ ngày cô bất chấp thủ đoạn bằng mọi giá muốn tôi chết, thì tôi hiểu rõ cô rất yêu tôi. Nhưng mà tôi nói cô biết cô khờ lắm. Cô tưởng tôi đứng ở trước cửa tiệm cơm nếp nhờ mở cửa để đón cô là thể hiện tiêu cô suốt đời và hiểu được cái mối tình yêu đó sao? Tôi cho cô biết, đó là cái cách mà tôi cô gái thôi. Cô đừng nghĩ sâu quá. Cô đừng hòng trước giờ tôi chết tôi mới nói cô câu chân thành. Tôi yêu cô. Một người đàn ông gì cô mà phải bước tới cái chỗ chết? Bộ cô tưởng họ thật sự yêu cô? Cô không cần suy nghĩ. Những lời lẽ tôi nói trước đây với cô hoàn toàn là giả dối. Nói rất hay. Nói đúng lắm. Tôi không phải là Hân nữa. Còn ông cũng không phải là Thẩm Chân Hồng nữa đâu. Thank you.
gì vậy? Nhà ra, nhà ra, nhà ra, buông ra, buông ra, buông ra, đi. Về hả? Có gì lạ không? Có phải có nhiều thơ lớn không vậy? Của anh nè. Cảm ơn. Khang, có gì hay không hả? Bất tường ô nhập bá lên cũng bị xô sập rồi, còn cái gì mà hay nữa? Không lẽ ngồi xô đảo tránh sao? Tôi muốn lắm, nếu không làm nghề báo chí của mình ủng mình quá mà, có phải không Quốc? Anh thì muốn cho thiên hạ náo loạn rồi, nếu mà thật sự ngay sổ đảo chánh chắc là khổ cho nhiều quốc gia. Nhầm nhòi gì đâu, cái đó mới gọi là tử chung cầu sanh làm liều một phen đi mà. Thở hơn bây giờ không gấp không thở đúng không? Anh Khang à, cảm phiền anh đừng làm phiền ảnh nữa, tôi đang chờ bài của ảnh nè. Anh này yên tâm đi, tôi biên sắp xong rồi. Lẹ đi, lẹ đi. Hello. Ok. Anh Khang à, nghe nói bên Thanh Đài đấu súng còn chết mấy người nữa đó. Dữ vậy à, Sanh à, giúp tôi. Khang, chụp nè. Thẩm Nhân Hào, anh lại quậy cái gì nữa đây? Đâu có. Lại bỏ bài cho người ta hả? Anh chuyển qua trang nhân nghiệp nào vậy? Vừa rồi có một người gọi điện thoại tới cho anh kìa. Họ thắc mắc thư của họ một tháng hai tháng mấy không có đăng ra. Anh làm việc cái kiểu gì đây? Anh Ba Mập Bà, khuôn bản của mình mỗi ngày chỉ có đăng được hai bài thôi. Hàng ngày biết bao nhiêu độc giả gửi thơ tới thì mình coi cái nào thấm thiết rồi đăng cái đó thôi. Khỏi cần có nói về dòng. Nè, địa chỉ của bà đó đây nè. Ngày mai có rảnh đi thăm bả chút đi. Sẵn đó chụp thêm vài tấm hình gì đây. Có ai cho tiền bả thì kể như bả may mắn, không thì kệ bả. Mất công để bả gọi điện thoại tới làm phiền hoài. Nè con nữa. Gì? Cái bài này, nghĩ giùm tôi cái đầu đề đi. Anh Ba Mập à, tôi chuyển qua trang nhân nghệ, có cho đăng tin không? Chuyển cái gì mà chuyển chứ. Đã nói với anh biết bao nhiêu lần rồi, đủ người rồi không có cần đâu. Chuyển qua bển đâu có gì tốt đâu. Dậy nắng dầm mưa quay như con dế nhủi.
Trang xã hội thì khác hẳn rồi. Chỉ đọc thơ nghe điện thoại, còn rảnh rang thì đi ra ngoài săn tin về. Thoải mái biết mấy ha. Nè. Dì ba. Ê Hào. Má. Nghỉ việc sớm vậy? Con má tay chân lanh lẹ, mặt mày sáng suốt, biên bài nhanh nào về nhanh thôi. Nghỉ chưa má? Con phụ má dẹp nha. Ê, đâu cần sớm vậy. Lúc này người ta làm thêm giờ nhiều lắm. Nghỉ trễ một chút lượm thêm vài cái bạc cắt nữa, không phải đỡ sao? Đó, tụi mấy người làm chung với con trong nhà báo ấn loát hay sắp khôn vậy mà. Ê, khỏe không? Ê, chị Tường. Bác Bình. Ngồi đi. Nè, mà ngồi tự nhiên. Cảm ơn chị Tường. Uống gì đây? Uống gì đây, cà phê sữa phải không? Đúng rồi. Trà sữa lạnh phải không hả? Chị nhớ dài quá đi thôi à. Chị Tường này thiệt nhớ dài quá. Thiệt đáng cho mình đi xa một chút để tới ủng hộ cho chị, mà còn được chị bớt tiền nữa. Thì đúng rồi, ông làm chung với con cơ mà, không bớt là sao được chứ hả? Nè, cậu nghỉ sớm quá. Tối nay không vô xưởng coi tụi này in báo sao? Mấy bữa không về nhà rồi, hôm nay mới về nhà ăn cùi với má gì vui chứ. Con có hiếu, con có hiếu. Tôi cũng mấy chục tuổi rồi, đâu cần gì tới nó. Để nó đi lo còn bạn gái của nó còn hay hơn đó. Má. Bộ tao nói sai sao? Mày đã gặp với nó mấy năm rồi mà chẳng có tầm dạng gì. Người ta là gái đẹp cái khu vực này đó nhà. Mày lăn qua để thằng khác nó dắt đi mất mới biết mùi. Này cũng bận quá mà, cho nên con đi chơi của thôi. Con của má không có vợ lắm đâu, bộ dễ bị buồn bỏ lắm sao hả? Má sợ gì chứ? Mày ngon lắm rồi. Mình tạm thôi. Đã nói biết bao nhiêu lần đừng có một mình cắt móng tay. Tại cái thằng mình già mù rồi. Để lát nữa cắt xuống thịt rồi thì chảy máu là ầm lên bây giờ. Không biết là ai là ầm lên đó, cứ nói hoài. Mặc dù tuổi tác của tôi đã lớn rồi, nếu mà tôi không cắt thì nhờ ai cắt giùm tôi đây? Tôi biết điệu lắm mà. Nói. Nè, con cắt giùm cho. Con cũng đã làm suốt ngày rồi, con đã mệt lắm. Con lo đi tắm đi rồi đi nghỉ ngơi nữa. Con muốn cắt móng tay giùm đi nội lắm. Cháu đúng là thưa cháu ngoan. Nè, bà lại châm cà phê uống hả? Tao cũng không biết mày nói cái gì. Tao không thèm rớ vô đâu. Không rớ vô hả? Tôi tin bà ở đây một ngày tới tối làm hàng láo uống. Bây giờ bà lão dần đồng hả? Thì sao bà có ăn dụng, làm ơn bà phải làm lại cho đàng hoàng một chút đi. Làm đổ bột cà phê tùm lum hết trơn à. Nè nè nè, tánh nết của má mày là vậy đó. Keo kiệt muốn chết luôn. Tao chỉ uống có chút xíu cà phê của bà thôi. Làm gì mà dữ vậy? Chỉ cần... Ê, lại bỏ rác xuống đó hả? Tao bể bây giờ nè. Nội à, má con muốn tốt cho nội thôi. Bà muốn nội đừng ăn ba cái thứ đồ nóng quá. Như vậy không có tốt gì đâu. Phải rồi, phải rồi. Thưa quý vị khán giả, lần này đài chúng tôi rất là hân hạnh mời được hai quan khách. Ê, con đã, con đã. Một trong 10 kỹ nghệ gia được bầu xuất sắc nhất trong năm nay, bà Thẩm Trịnh Lệ Chi. Và đây là chồng của bà. Cảm ơn hai vị. Cảm ơn, cảm ơn. Thưa ông Thẩm, ông có một bà vợ quá thành công và quá xuất sắc như vậy, ông có cảm nghĩ gì không? Lần này vợ tôi được bầu một trong 10 nữ kỹ nghệ gia xuất sắc như vậy là dĩ nhiên tôi cảm thấy rất sung sướng và rất hân hạnh. Còn bà Chi, bà thì sao hả? Ngày hôm nay tôi được cái thành quả này là nhờ chồng của tôi ở đằng sau hoàn toàn ủng hộ cho tôi, cho nên tôi cảm thấy tự hào lắm. Bây giờ mày tắt tivi làm gì vậy? Là Thằng Thanh, là Thằng Thanh đó, đang ngồi trong với người đàn bà đó phải không? Tao không cần biết người đàn bà đó là ai. Tóm lại tao muốn coi thằng con của tao thôi. Mày ghét người đàn bà đó mà kệ mày. Còn thằng đó là con của tao. Tao muốn coi nó chút xíu mà cũng không cho sao? Con người của mày đúng là nham hiểm quá mà. Bà muốn coi thằng con bà chứ gì? Thì bà biểu nó lên bà về ở đi. Rồi bà dòng ngày dòng đêm cho đã. Bà đừng có tối ngày mà cứ mở tivi ra mà nhìn ở ngoài đó nha. Con người của mày là như vậy đó. Cứ ẩn thù người ta. Áo màu nè. Không chịu tao đi chút nào. Đã như biết thằng con nó bỏ tao, không chịu ở chung với tao, mày mới nói như vậy. Rõ ràng thằng con của tao bỏ mày là đúng đó mà. Miễn mày nói chuyện lạ với thằng con của tao cho vui vẻ, ai ngờ đâu mày như là nó uống thuốc cầm, khiến tao già rồi mà còn chưa được yên thân đây nè. Nội đừng vậy mà. Ban đầu cái gì cũng tại tao hết. Cả cái làng này ai ai cũng nói nữa. Con người vừa siêng năng vừa chịu cực, vừa thùy mị, thì tao mới chịu cứ nó về làm dâu. Ai ngờ đâu sau khi cứ nó về rồi, nó đi làm suốt ngày suốt đêm, cái gì tao cũng làm hết. Miễn nó tạo sự vui vẻ cho chồng con giùm nó đi, nó lại sợ giùm thằng chồng bị lỗ lạ. Nếu mà như vậy hả, thì chẳng thà tao đi kiếm con trâu về nhà cũng làm được việc thôi. Nội à, yên tĩnh chút đi, đừng làm mồm được không hả? Con nhức đầu quá đâu nè. Còn mày nữa đó Hào, mai mốt mày đừng có học theo cái thói của má mày nhờ. Mày còn có chờ, mày phải nhìn lại ổng mới được. Nội à. Má. Mày nghe chưa? Bà nói như vậy đó. Bà kêu mày đi nhìn lại thằng cha của mày. Còn má mày thì chỉ biết giặt giũ nấu ăn, lo chuyện làm ăn ở ngoài.
Còn tất cả điều khác là không biết tới. Không phải giống như con gái ông Vũ, cổ tài cán giỏi như vậy. Mày đi nhìn lại cha mày đi. Người đàn bà đó giàu có, người đàn bà đó đôi mày với cha mày suốt cả đời nè. Má, má đừng như vậy mà. Má. Vậy Thẩm Thành hả? Ông bỏ bà rồi nha. Còn nữa nè, bây giờ ông không phải là chồng của bà đâu, là chồng của tôi đây. Tụi tôi đã đăng ký kết hôn tại Hồng Kông rồi, có hôn thú đàng hoàng đó nha. Bà làm ơn dẫn thằng con này về đi. Về đi, 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 về đi. Ngại cậu ở đây giờ ngó cái gì vậy? Cậu đi đi nha. Nếu không thì tôi sẽ báo cảnh sát bắt cậu liền đó. Đường này của bà. Ồ, con đường này không phải là của tôi, nhưng mà tôi cũng có quyền kêu cảnh sát bắt cậu. Ai biết cậu có phải là ăn cướp hay không? Tôi là ký giả tranh báo. Tôi là làm phỏng vấn ở khu nhà cây kia. Tôi cố tình tới đây để coi thử sự cảm nhận của nhà giàu với nhà nghèo sao. Giờ khỏi cảm nhận nữa rồi, người ở mà cũng dữ dằn như vậy à. Cái gì? Cậu nói cái gì? Nói cái gì không được. Bây giờ cậu nói cái gì? Cậu nói cái gì kỳ vậy? Chị Tư à, chuyện gì vậy? Nghe nè, ở trước cửa của nhà mình đó có một người rình mò dòm ngó tới. Lúc tôi đi chợ cũng thấy ở đó, tôi đi chợ về cũng thấy họ đứng đó. Họ còn nói là ký giả nữa. Mai mốt gặp mấy người như vậy đừng nói nhiều với họ, lập tức kêu cảnh sát đi. Dạ biết rồi cậu. Thôi đi đi đi. Con lái xe cho. Ê anh nè, đưa anh đi làm trước đi, bữa nay em khỏi đi làm. Con mình mới vừa tốt nghiệp về, tôi muốn dắt nó đi thăm chú bác chút. Sao cũng được. Tôi giờ không có chồng, lại không có con. Tôi thì tuổi già mà khó sống qua đời nè. Bác sĩ nói cặp mắt tôi bị nổi cộm, nếu không trị mai mốt sẽ bị mù luôn. Còn căn nhà này mai mốt sắp sửa bị tháo nữa nè. Chờ, làm gì mà tội quá vậy hả? Đồ đạc văng tôi từ trên lầu xuống đây à. Nhà hào à, mau qua đây đi con, nếu không thì lát nữa đội bể đầu đó con à. Đi chỗ khác lên xem đi. Ở đây có ai thánh đường đâu. Đi đi. Vậy mà có ở đây hả? Đi đi, ở đây không phải thánh đường đâu. Đi đi đi. Mà, đi đi. Bây giờ tính sợ đến cái gì nữa, mau kiếm chỗ nào ở đỡ trước đi mà. Tối ngày cũng tại mày không à, tao hại cả vợ như vậy. Tôi phải vô nhà thương chính phủ để xin chữa trị, mà phải sắp ngày nè. Tại vì đông người quá, sắp tới phiền tôi là phải tới sáng năm mới được vô. Tôi sợ ngày mà tới phiền tôi chữa trị, chắc gặp mắt tôi mới nuôi rồi. Ngày cũng tại thằng con của tôi, nó còn nệt nát, nó ăn cắp hết tiền bạc của tôi không xin kè. Mày coi nè, bây giờ cả ông trời cũng hại mình luôn nữa. Thằng con của tao không phải là như vậy đâu, nó nghe lời lắm mà, nó không bao giờ bỏ bê tao như vậy đâu. Rồi đi rồi đó, bây giờ chỉ còn lại hai đứa con mình thôi. Mai mốt con lớn lên không phải đàng hoàng nha. Mẹ
Tiền cấp dưỡng già còn không đủ ăn, nó lại bị bệnh nhiều quá, làm được cái gì nữa đây? Chỉ có hàng ngày đi lượm lon nước ngọt, ai ngờ đâu lon nước ngọt bây giờ cũng không phải dễ mà lượm, đã có người giành hết địa bàn. Tôi làm sao dám vô đó mà lượm, còn bị người ta đánh chết mà. Mà có chịu đi không hả? Không cho lại đi đâu. Đi đi. Cái gì? Có tiền của ai? Hả? Lại gì vậy hả? Cái gì con đây hả? Chỗ này là chỗ của tôi mà, tôi đã dành nó từ lâu rồi. Bà có biết không? Bà có lộn không hả? Con đường này dài quá bà, ở đâu mà để à không được. Có cái gì mà dành? Ê, 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 bà nói vừa phải đâu nha. Chỗ này là chỗ phát tài nè. Tôi làm ăn chỗ này là được à, còn bên kia hả? Cả ngày chưa ai mở hàng hết, lấy gì mà sống đây? Bà ngon hả? Thì bà làm đi. Bà có chịu đi hay không hả? Có gì như vậy? Hả? Bà nói bà coi. Bà thích tôi như vậy? Bà coi nè. Má, nè, không phải chị tôi, hả? Tôi làm cho ông chết đi. Cái gì? Chết đi, 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 mà nãy mày làm cái gì vậy? Mày muốn chết hả? Má, con muốn giúp má mà. Má không cần con giúp đâu. Má đã nói với bà giờ làm với con rồi. Để con tan học rồi, phải về nhà học bài. Mà con giúp má như vậy là má được chi lắm sao? Nếu con phải ráng học nè, con hiểu chưa? Con bán ngoài đường với má như vậy có tương lai gì đâu. Con phải học mới được chứ. Ráng học cho thành công rồi mới kiếm được nhiều tiền. Mà con muốn má phải suốt đời ngồi ngoài đường nó chém hoài sao? Sở về rồi đó hả? Bữa nay không cần làm thêm ở nhà báo nữa sao? Sửa nè, sửa đây. Còn không chịu lo uống. Má, con quyết định làm khá hơn mọi người, không phải đi ai khinh rẻ đâu, má yên tâm. Sao chứ? Bữa đâu nhầm thuốc hả? Con phải nói vậy đâu, nói thật mà. Sau này con phải kiếm nhiều tiền để cho má hưởng phước. Má biết, còn từ này có chí khí, còn giỏi lắm đó mà. Má biết chứ? Tối hôm qua má giận, má cằn nhằn vậy thôi, xong là không có gì nữa đâu, còn khỏi lo cho má. Bữa nay con Mỹ sinh nhật đó có nhớ không? Dạ nhớ. Con khỏi cần tối ngày lo cho má hoài, phải lo cho bồ của con mới được chứ. Rảnh rỗi thì rủ nó ra đi chơi xem phim ăn cơm này nọ, để cho nó thoải mái một chút. Một hai năm nữa được lên chức tăng lương thì lập gia đình đi, để cho má được vui, có hiểu chưa hả? Dạ hiểu. Bán cho tôi cái bong bóng đi không? Xin lỗi nha, không bán đâu. Bán đi mà. Ông không có bán mà, thôi đi đi. Bán đi mà. Đi, đi, đi mà. Đi. Tới đó hả? Dạ. Vậy mà anh tới em có gì nữa chứ? Nè, tặng em. Mình đi ăn cơm nha. Hồi nãy em ăn cơm xong rồi mới tới đây. Không có sao. Nè, cầm đi. Lấy đèn cầy thay thế cho cái tuổi có quê lắm không? Còn lấy bong bóng thay cho tuổi của mình có phải đúng điều lắm không? Happy birthday. Gì vậy? Em không được khỏe à? Anh không cảm thấy mình lớn tuổi như vậy mà chơi cái trò này con nít lắm không? Rồi em thích vậy lắm mà. Hồi trước thì hồi trước, bây giờ thì bây giờ. Không thôi, hai đứa mình chia tay đi, để thì giờ cho hai bên yên tình chút. Tại sao tự nhiên mình phải chia tay vậy chứ? Anh không cảm thấy mình không hợp sao? Mình có gì không hợp chứ? Em thì thích đùa giỡn, anh thì thích làm việc. Anh làm về trang tin tức hay là về trang thư từ của quý độc giả, có cái gì không chuyện nhiều đâu mà làm chứ? Anh làm xong chuyện của anh còn chưa đủ mà còn gom luôn chuyện của người khác mà làm. Thực tế anh yêu nghề nghiệp của anh hơn yêu em. Làm gì có chuyện yêu nghề nghiệp hơn yêu em chứ. Còn nữa nè, em thích người ta chiều chuộng. Chiều chuộng bằng cách dịu dàng đam mê chứ không phải bằng cách con nít vậy đâu. Anh nghĩ coi, anh quen với em bao lâu, anh có bao giờ tặng hoa cho em đâu. Em ở gần vườn hoa mà em ngắm hoa hoài không thấy chán hay sao hả? Em là phụ nữ nè, em thích nhận hoa lắm. Thực tế anh chưa hiểu được em. Tại
Tại sao anh không hiểu được? Em đừng có thêm nữa. Nên để thì giờ cho hai đứa yên tình chút đi. Em nói anh không hiểu em. Nếu không hiểu em á, tại sao cơm không ăn à, cho em từ sáng đến tối đi. Anh không tặng quà cho em, có bao giờ em nói em thích quà đâu. Vậy mà nói anh không tốt với em sao? Vậy em muốn anh làm sao hả? Làm ơn đi, gọi mình ra có chuyện gì đây? Đâu có gì, muốn mày ra uống bia với tao thôi. Chuyện gì chứ? Để nói không có gì mà. Nếu là anh em mày nói ra đi. Cô Mỹ nói chia tay với tao, để yên tình suy nghĩ nè. Nhưng tao không phải vì chuyện đó mà không vui. Tao biết con người cổ lắm, chịu dỗ ngọt, chịu chuộng. Giờ chịu năn nỉ cổ, đâu có gì đặc biệt. Dứt khoát có cách chuộng ngọt lại. Cười gì chứ, tôi đang suy nghĩ có cái gì đáng làm như vậy hay không thôi. Chuyện tình cảm không phải nói đáng hay là không. Cô đã tiêu tòa soạn hơn yêu cổ. Nghĩ ra cũng đúng. Tòa soạn tạo được cái gì cho mình đây? Bà chuyển được trang mà. Mình đã nói với chủ biên rồi. Ông đã thấy bà dở quanh làm, ông vừa ý lắm. Vậy được cái gì? Tối ngày chỉ nói với mình hết chỗ. Mày biết tao nói với má tao sao không? Tao nói nhất định phải giỏi hơn tất cả mọi người. Thì anh cứ việc chờ thời cơ đi. Đó là vấn đề thời gian thôi. Chờ tới bao giờ hả? Tao đã nói với chính mình. Ông già khốn kiếp của tao tài lắm sao? Ngon lắm hả? Tao thì khác. Tao dứt khoát với đứng trước mặt mọi người. Khi đứng trước mặt mọi người rồi thì tao có thể khống chế được tin tức, có thể làm những việc có tính cách bùng nổ nóng bỏng. Nhưng mà rất tiếc, vô dụng thôi. Chỉ là một người không biết moi tin tức của một cái giải trách nhiệm vô trang xã hội. Anh Hào à, con người của anh có ban lệnh, làm việc là hay. Ai cũng biết mà. Ở trên đời này không bao giờ không trọng người tài đâu. Hay lắm. Không phải là bạn thân của tao, còn là một đối thủ. Có nhiều lúc tao suy nghĩ, trên thế gian này không có mày thì quá tốt. Bao nhiêu sinh viên đại học về báo chí, tại sao không chọn tao chọn mày? Người mà ở bên Luân Đôn nhất định là tao, chứ không phải là mày. Tao đã được ông giáo sư Minh đặt trọng, có thể làm phiên dịch cho đài BBC, càng có khả năng làm đặc phái viên cái đài truyền hình nữa. Đâu nổi như bây giờ đâu, muốn chuyển cái nhiệm vụ cũng gặp khó khăn. Nếu thật sự trên thế gian này không có mày thì tất cả những cơ hội đó thuộc về của tao. Mình là bạn thân mà. Đúng vậy, nhưng mà làm bạn thân phải có cạnh tranh nên mới có tiến bộ chứ. Mày có thể làm đối thủ của tao không? Why not? Càng Ly, Càng Ly. À, đúng. Tao có một cái việc này, chỉ có tao có mày không. Cái gì? Đó là tao có bạn gái, mày không. Anh đi vô ngọt lại cổ đi. Lấy luôn mấy cái này nữa thì đủ rồi. Dạ được mà. Tôi mua quà tặng cho bạn gái của ông hả? Bạch mai quế đi, bông hồng trắng này phụ nữ thích lắm. Không được, con hồng trắng tầm thường lắm, sẽ trách mình không đủ nhã ý mà. Vậy à? Ê, hay là quýt kim hương đi. Lúc này hoa lan bị bão lụt ít có hàng lắm. Vậy thì tôi tính ông 28 đồng một cây. Cái này à? Không phải. Cho hai lỗ. Nè, bộ anh làm giàu rồi sao? Người đàn bà đó nói mấy câu thôi, anh nổi máu anh hùng rồi à? Mặc lắm á nha. Ngoài từ cô ta trẻ một chút. Nhất định, nhất định. Xin lỗi, hai ông họ gì? Họ gì? Anh họ Thẩm. Thẩm Điền Hà, chị Thẩm đó. Họ Thẩm. Địa chỉ ông ở đâu? Tụi tôi đưa đi được rồi. Vậy thì ông định đặt bao nhiêu tiền cọc? Tiền cọc? Bao nhiêu tiền?
Tôi có nè, còn 20. Ấy, đi đi taxi. Đâu có sao, 10 đồng cũng được mà. Cô Thiệu tốt bụng quá. Vậy thì ông còn tiền đón taxi không? Thôi được, để tôi đưa anh về nhà được rồi mà. Bye bye. Bye bye. Cảm ơn nhiều, đi. Cảm ơn, cảm ơn nhiều. Đi nha. Đi. Tôi dễ gì thấy quen quá vậy không? Chị à, khách nào làm rớt cái toa vậy? Để coi. Quách Kim Hương nữa nhờ. Thì giờ chết rồi. Ông Thẩm à. Chuyện gì vậy Hân? Không, có người tới mua hoa làm rớt cái hoa đường. Để coi, hai lố Quách Kim Hương hả? Hoa giá sát rồi mấy lần nha. Chỉ đặt cọc có 10 đồng hả? Con có dẫn chơi không đó? Người ta có nhà ý lắm mà. Có nhà ý thì không đến nỗi đặt cọc có 10 đồng. 10 đồng cũng là đặt tiền cọc mà ba ha. Phải. Thiệt tình, nếu không tiền thì lúc nào cũng sẵn sàng bấm máy lấy được mà. Tại sao trong mình chỉ có 10 đồng? 10 đồng cũng là tiền cọc mà, cần gì lo lắng nhiều vậy? Ông mà biết lo cái gì? Trong túi của ông có 10 đồng cũng dám cho người ta mượn 9 đồng. Tôi biết con người ông chịu chơi lắm, dạy tới con cái gì vậy? Ông phải biết bông của mình mua vô không phải rẻ đâu nha, có đúng không? Nếu như mà họ mấy bữa không thấy lấy hả thì bông bị héo hết. Dạ, biết rồi má mi. Nè, lần sau đừng có vậy nha. Được rồi. Bưng đi. Còn người to cũng chịu phụng một tay. Còn mày nữa, đi làm công chuyện đi. Nè, nhức đầu hả? Cấp trên có cần nhận anh không vậy? Mày coi kiểu của tao vậy chắc bị cần nhận rồi. Ổng cần nhận mà nói lại cái lý mình thì em xui thôi. Mày biết đó, lo xong rồi đi, mất công để lưu thôi hoài. Anh Thiệt hay quá. Nè. Gì? Cái phiếu đặt cọc bà qua đâu? Bữa đó anh giữ mà. Đâu có. Bữa đó tự nhiên anh đuổi vô nhà. Tôi thì đứng ở ngoài ngô ngô, biết được cái gì đâu. Nè. Gì? Tao nhớ đưa cho mày rồi mà. Không có. Nhớ rõ ràng đưa cho mày mà. Không có, tự nhiên tìm đi. Hãy tìm lục đi mà, không có đâu. Đâu có, tất cả tìm bông bà qua đâu vậy? Chi. Bông thiệt đẹp quá hả? À gì? Ê! Mình vẫn chơi với bạn chút mà, làm gì sợ vậy? Làm sợ muốn chết luôn. Làm gì mà vui quá vậy, mà định đám cưới à? Đám cưới con khỉ khô, rả đám thì đúng hơn. Mày cặp với ảnh lâu lắm rồi mà. Thôi đừng nhắc tới ảnh nữa, nhắc tới ảnh phiền phức quá. Wow, bông đẹp quá vậy. Mày đứa nhờ đừng có hồng nữa đó, người ta mua để hàng gắn lại mà. À, chịu xài tiền quá thì chắc chắn mấy cũng phải hàng gắn lại được. Chà thứ chà bác, chà bác gái. À Mỹ, tới chơi đó hả? Chị Mỹ. Phải. Em nghĩ thì lấy đại bó quà này đi. Má nói người đàn ông đó không biết có tới lấy quà nữa hay không. Thì không đó, sao em lại biết? Biết chưa? Thì đừng có nghe nó nói bậy. Em hãy mau lo đi làm bài đi, nếu không làm sao thi được. Mỹ thông minh mà, giỏi suốt đời thôi. Biết em thông minh lắm rồi, đi làm bài đi. Quên nói cho bạn biết, kỳ rồi má mình xuống đây mua bó quà, chưa đem về tới nhà là đã tàn hết, nên bà giận lắm. Tao biết rồi, phải cái chậu hoa lệ hồng không? Đúng rồi. Chắc là tối mày đi ngủ không chịu tắt đèn chứ gì? Đúng rồi, sao vậy? Tao chỉ cho mày biết, trước khi mày đi ngủ, mày đem cái chậu bông đó ra ngoài hành lang để cho nó nghỉ ngơi một chút. Hít một chút xíu không khí trong lành, đừng có ủ nó trong nhà hoài thì được rồi. Vậy đó hả? Đúng rồi. Ông Trần. Hân nó nói đúng lắm đó. Sư phụ Trần nói cái gì thì cũng phải nghe theo. Sư phụ ở trong một chuyên đề của báo chí chuyên môn dạy người ta trồng hoa đó. Ân nó cũng có công nghiên cứu về hoa lắm. Cô đừng có coi thường nha. Hai người từ từ nói chuyện nha. Nghe kỹ chưa? Thôi được, mình tin bằng một lần coi sao. Ê, trả bông lại đây. Nói trước nha, như em của bạn đã nói, nếu bông này mà không có ai tới lấy thì để lại cho mình nửa giá nha. Nếu mà ông đó không tới lấy thì tao tặng cho mày cũng được, đi về đi. Bye bye. Bye bye. Ê, vô sổ dùm đi. Vô trỏ mình sẽ nói sao. Xin lỗi ông. Không có sao. Ê, Hào à, anh định về đó hả? Tôi định nhờ anh biên xong dùm cái bài đó cho tôi. Bữa nay không được đâu, anh Liệu lo đi. Bởi vì bữa nay tôi mua bông hàng gắn tình yêu. Thôi cũng được, chúc bạn may mắn nha. Đi đi. Nè. Gì đó? Có phải của anh không? Đâu phải của tôi. Không biết có phải của ổng không? Ông à, có phải bóp này của ông không vậy? Cảm ơn. Nè, cầm uống nước. Cầm đi. Cảm ơn nhiều nha. Ở thời buổi này á, rất ít có những người thanh niên thành thật như cậu vậy. Chà, nhét tờ giấy 1000 mà cũng không nhận, có uống không đó. Nè, nhìn cái gì ổng mà trân trân vậy? Anh có biết ông tới đây làm gì không? Ồ, chủ đề của tờ báo tuần này là 10 đại kiệt xuất của nữ công chúa nghệ gia mà. Chắc ổng là chồng của một trong 10 bà đó thôi. Tới chụp hình chứ gì nữa. Ê, đừng nói chuyện nữa, đi làm việc đi. Bye bye.
Ông à, trong này có chỗ nè, mời ông vô ngồi. Chị Thương à, tôi đi kêu nước ngọt nha. Chị coi chừng tiệm trước đó. Được rồi. Uống gì hả? Lâu quá cũng chưa uống, làm ơn cho cà phê trà đi. Dạ được. Chờ chút nha. Ở chỗ này công xưởng nhiều quá, chắc chắn bán khá lắm phải không bà chủ? Chà, có làm bậy hay không đó? Là Thương. Má. Cậu là thằng nào? Đã lớn như vậy rồi à? Đúng vậy. Nó đúng là thằng Hào, Thẩm Văn Hào. Ông nhìn kỹ nó đi, ông nhìn cho rõ ràng đi. Khi nào ở ngoài đường ông gặp nó, ông dứt khoát phải xem mặt chỗ khác, đừng có nhìn nó là con nha. Nếu không tôi kêu ông trở về nhà, phát bị bà vợ giàu có ông hành hạ thân xác ông đó. Má. Nào, đừng có đem nhìn thấy ông đâu. Ông không xứng đáng là cha của con đâu. Một người đàn ông như vậy xuất mặt xíu mà bỏ vợ bỏ con không ngó càng tới, thì là khốn kiếp lắm. Khi nào cũng phải tránh xa, đừng để con chạy những đường xấu như vậy. Thương à, hãy nghe tôi. Ông đừng có đụng tôi. Bây giờ muốn nói gì đây? Chắc phải tôi phải cảm ơn ông hả? Cảm ơn ông đã bao lâu nay bắt tôi phải chịu cực chịu khổ, buôn bán tảo tần, bất chấp mọi việc, không sợ người nào tới đây ăn xong rồi đập phá của tôi. Đâu có thời gian để đem người đàn bà đó. Tôi được ngày tháng này đúng là phải cảm ơn ông đó. Tôi biết tôi có lỗi với hai mẹ con bà. Tôi không nói tiếng nào lại bỏ đi, để hai mẹ con bà chịu cực khổ. Nhưng bây giờ tôi có thể bù đắp lại. Bù đắp bằng cái gì đây? 100.000, 200.000, 300.000, 500.000. Ông phải của người nữa đâu? Ông chết đi.孤单的我只会是迷路。